Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên thứ 22. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày nhưng Chúa chẳng đáp lại, ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân tôi hầu gần, chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó há miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi, tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi, hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử, từ các sừng của trâu rừng. Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Ở hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người. Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra. Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê, những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Chúa. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là tại thành Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động.
vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giêsu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho mình. Nhân đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giêsu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm. Vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm. Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là đấng đã sai Con đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con vì là Con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Chính Cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.
các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Chương 43. Vả sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ê-díp-tô đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa: người đó có nói quyết cùng các con rằng: ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với thì chúng tôi mới xuống Ê-díp-tô mua lương thực cho cha được. Bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu. Vì người đó đã nói rằng: ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng: sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa? Thưa rằng: người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng: thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dĩ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao? Giu-đa lại thưa cùng Israel cha mình rằng: hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đi, đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả nếu không có điều dùng dằn thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn Israel cha các anh em nói rằng: nếu việc đã thế kia thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con thì cha chịu phận vậy. Vậy các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng: hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo ý như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng: ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng: xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi đặng mua lương thực. Và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng: mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao, còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ,
đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bàn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng: người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng: kể tôi tới Chúa là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt thấy Benjamin, em ruột con trai của mẹ mình, thì hỏi rằng: đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng: con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng: hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Vậy các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Chương 44. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng: hễ các người đó chở nổi bao nhiêu thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng: ngươi hãy đứng dậy đuổi theo mấy người đó, khi theo kịp rồi hãy nói rằng: sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng: sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay, dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tới nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa. Quản gia đáp: ừ thôi, hãy làm như lời các người đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi: các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Giu-đa đáp: chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng: ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta, còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Giu-đa bèn lại gần Joseph mà thưa rằng: vì Chúa ngang vai Pharaoh, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng: chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sinh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng: hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng:
đứa trẻ chẳng lìa cha được. Nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà, kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng, hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng không được, nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng, bạn biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi hai linh hồn khắng khít nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tới Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tới Chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tới này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tới Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.